Trường Giang Nhã Phương tung bộ ảnh trốn con mừng Valentine, nhìn mà muốn cưới luôn và ngay. Đây cũng là lần đầu tiên vợ chồng Nhã Phương Trường Giang thực hiện bộ ảnh ngọt ngào bên nhau trong ngày Valentine. Vào đúng dịp lễ Valentine 14 tháng 2, Trường Giang Nhã Phương tung ra bộ ảnh ngọt ngào được thực hiện tại Đà Lạt vào tháng 1 vừa qua. Được biết, bộ ảnh được thực hiện trong khoảng thời gian Nhã Phương quay phim mới tại Đà Lạt. Tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi, ông xã Trường Giang lên thăm vợ, đồng thời cả hai đã trốn con để thực hiện bộ ảnh thật đẹp làm kỷ niệm. Đây cũng được coi là bộ ảnh riêng đầu tiên mà cả hai chụp cùng nhau sau khi kết hôn. Trong từng khoảnh khắc, cặp đôi đều làm người hâm mộ phát ghen tị vì quá tình cảm, lãng mạn. Theo chia sẻ của Nhã Phương và Trường Giang, dù bận rộn, nhưng cả hai vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Hơn hết, cả hai vợ chồng đều hiểu rằng dù nổi tiếng tới đâu thì hạnh phúc bình dị của gia đình, những khoảnh khắc an lành vui vẻ bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Đó cũng chính là lý do Trường Giang và Nhã Phương lựa chọn màu sắc vui tươi, ngọt ngào và bình dị để tái hiện lên tình yêu và cuộc sống của mình. Những khoảnh khắc ngọt ngào nhất đã được Trường Giang, Nhã Phương ghi lại trọn vẹn trong bộ ảnh Valentine. Đã có con gái đầu lòng như cặp đôi vẫn giữ trọn tình cảm như ngày đầu mới yêu. Vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương đang là cặp đôi được nhiều khán giả mến mộ nhất nhì V-Big.